Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ đạo giới chức nước này tìm giải pháp để ngăn chặn việc cả đất nước bị tê liệt do còi báo động không kích kéo dài mỗi khi chiến đấu cờ Nga cất cánh. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Ukraine tê liệt khi MiG-31 Nga cất cánh. Ông Zelensky chỉ thị đặc biệt cơn đau đầu của Ukraine khi chiến sự bế tắc. Tổng thống Zelensky, Ukraine sẽ tự chiến đấu nếu Mỹ không còn ủng hộ. Ông Zelensky chỉ đạo trên mạng xã hội, tôi đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu, các bộ trưởng nội các đề xuất một giải pháp để khi máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga hay máy bay mang theo tên lửa siêu vật âm Kinjon không khiến đất nước chúng ta tê liệt nhiều giờ. Ông Zelensky cho biết thêm, lực lượng phòng không hiện tại của Ukraine đủ để cập nhật phản ứng mỗi khi máy bay MiG và máy bay chiến đấu mang tên lửa Kinjon của Nga cất cánh, vì vậy không cần thiết phải ngừng mọi hoạt động trên toàn lãnh thổ Ukraine. Năng lực phòng không và sự sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa tên lửa cho phép chúng ta hiện đại hóa cách phản ứng mà không gây gián đoạn hoạt động trên toàn quốc. Điều này vô cùng quan trọng đối với hàng triệu người dân của chúng ta. Tôi hy vọng sẽ nhận được những đề xuất về vấn đề này, ông Zelensky cho biết. Gần đây, Ukraine đưa ra cảnh báo không kích kéo dài trên toàn bộ lãnh thổ vì tiêm kích MiG-31K cất cánh ở Nga đã dài hơn rất nhiều. Không quân Ukraine cho rằng điều này là do các phi công Nga đang thực hiện, tiếp nhiên liệu trên không. Việc coi báo động không kích liên tục trong nhiều giờ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người Ukraine, vì hầu hết các tổ chức và cơ sở đều ngừng hoạt động khi có cảnh báo không kích. Câu hỏi đặt ra là liệu có hợp lý khi cảnh báo không kích quá lâu và quá rộng mỗi khi MiG-31 của Nga cất cánh hay không, trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn và trẻ em không thể đến trường trong thời gian báo động. Lực lượng không quân lưu ý rằng quyết định về việc có hủy bỏ cảnh báo không kích trong thời gian bay dài của máy bay chiến đấu MiG-31K Nga hay không chỉ có thể được đưa ra bởi lãnh đạo cấp cao của Ukraine. Không quân Ukraine cũng nhấn mạnh mối đe dọa tấn công bằng tên lửa Kinjon là có thật. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat giải thích nếu có mối đe dọa tên lửa đạn đạo, cảnh báo không kích sẽ được đưa ra ở các khu vực mà tên lửa có thể vươn tới. MiG-31K và tên lửa không đối đất Kinjol phóng đi từ máy bay này có thể vươn tới bất kỳ khu vực nào của Ukraine. Chiến đấu cơ MiG-31K kết hợp với tên lửa Kinjol đã tạo ra một trong những hệ thống đáng gờm nhất trong kho vũ khí của Nga. Kinjon là tên lửa đạn đạo trên không phóng từ máy bay với tầm bắn trên 2.000 km khi phóng từ một tiêm kích MiG-31K. Việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa này không hề dễ dàng. Tên lửa Kinjon về thực chất chính là tên lửa đạn đạo Iskander 9K720 được điều chỉnh để phóng bằng máy bay tốc độ cao. Nó có thể đánh trúng các mục tiêu tĩnh và động như tàu sân bay. Nga lần đầu tiên sử dụng Kindle trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 3 năm 2022 khi một tên lửa này nhắm vào kho nhiên liệu quân sự gần thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine. Chiến sự với Nga bế tắc và kéo dài đang đặt ra rủi ro nghiêm trọng với Ukraine khi họ không thể tự chủ nguồn cung đạn dược và vũ khí. Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine sở hữu dàn xe bọc thép hiện đại do phương Tây cung cấp và vốn được huấn luyện gắt gao với mục đích tiến hành cuộc phản công chấp nhoáng hồi mùa hè nhiều người hy vọng họ có thể xoay chiều cuộc chiến với Nga theo hướng có lợi cho Ukraine. Những ngày này, sau khi tiến được vài km trong vài tháng ở phía Nam, lữ đoàn đang chiến đấu để chống lại cuộc tấn công của Nga vào một thành phố công nghiệp nhỏ ở miền đông Ukraine. Thật khó khăn, lợi thế của đối phương là quân số đông. Một người lính trong lữ đoàn cơ giới số 47 cho biết, họ kéo đến không ngừng nghỉ. Việc lữ đoàn phải chuyển từ tấn công sang phòng thủ cho thấy chiến trường đã chuyển sang một giai đoạn mới, khi các chỉ huy hàng đầu của Ukraine thừa nhận rằng chiến dịch phản công không đạt được bước tiến như họ mong muốn. Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Jaloni nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cuộc chiến đang lâm vào thế bế tắc và nhiều khả năng họ sẽ không có bất kỳ bước đột phá đáng kể nào. Các quan chức Nga coi bước thay đổi này là dấu hiệu cho thấy Moscow đang chiếm thế thượng phong và việc đặt cược vào một cuộc chiến lâu dài đang có kết quả. Nga đã xoay sở để nền kinh tế chống chịu các lệnh trừng phạt. Nước này triển khai hơn 400.000 quân từ Ukraine, theo các quan chức Ukraine. Trong khi đó, Kiev hiện phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính và quân sự từ phương Tây, và những nguồn viện trợ này đang đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Ngày càng nhiều người ủng hộ Ukraine ở châu Âu và Mỹ cho rằng Kiev có thể sẽ ở vị thế mạnh hơn ngày nay nếu chính quyền Tổng thống Joe Biden chuyển giao nhanh chóng hơn các thiết bị có giá trị như xe tăng, tên lửa tầm xa và tiêm kích. Nga hiện kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine và đang tìm cách tiến công ở phía đông và đông bắc. Ukraine vẫn nỗ lực dồn ép ở miền nam, nơi họ hy vọng có thể tiếp cận bờ biển Azov và chia đôi lực lượng Nga. Nhưng tình trạng kiệt sức và thế phòng ngự chặt chẽ ở cả đôi bên khiến những thay đổi lớn khó có khả năng xảy ra trong mùa đông này. Tổng tấn công là điều bất khả thi đối với cả hai bên, một quan chức an ninh Ukraine nói. Không bên nào có thể đạt được bước đột phá. Nga hiện tập trung vào các thành phố nhỏ hơn như Kupian ở phía đông bắc và Adeka ở phía đông. Theo quân đội Ukraine, cuộc tấn công vào Adeka, thành phố công nghiệp nhỏ gần thủ phủ vùng Donetsk, đã khiến quân Nga thiệt hại hàng nghìn binh sĩ cùng hơn 100 xe bọc thép kể từ khi nó được phát động vào hồi tháng trước. Lực lượng Nga chỉ đạt được những bước tiến nhỏ trong nỗ lực bao vây thành phố, trong đó có việc chiếm giữ tuyến đường sắt ở ngoại ô phía tây bắc Adeka. Ukraine cũng đang gặp khó khăn Người lính ở Lữ đoàn 47 cho biết họ đang thiếu đạn dược và nhân lực nghiêm trọng. Những đội vận hành xe bọc thép hay phi công điều khiển máy bay không người lái UAV đôi khi bị triển khai tới cả những vị trí tiền tuyến. Một quan chức cấp cao NATO nhận định Nga có thể thiếu nguồn lực để tiến hành tấn công quy mô lớn trong năm nay và quân đội Ukraine có khả năng nắm giữ lợi thế khi chiến đấu giữa thời tiết mùa đông băng giá vì họ đã thể hiện tính cơ động cao hơn. Quân đội Nga không thể hiện được nhiều về khả năng thích nghi với địa hình hạn chế, quan chức NATO nói. Giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột có vẻ ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với Ukraina. Sau khi chống đỡ các cuộc tấn công của Nga và KIEV vào hồi đầu năm ngoái, lực lượng Ukraina đã đẩy lùi quân Nga ở phía đông bắc và phía nam đất nước, chiếm lại một nửa lãnh thổ mà Moscow đã kiểm soát trong những tuần đầu cuộc xung đột bùng phát. Mặc dù phương Tây đã huấn luyện và cung cấp trang bị cho hàng chục nghìn quân Ukraina, chiến dịch phản công của họ trong năm nay đã không thể đạt được mục tiêu là chọc thủng phòng tuyến Nga và tiến tới bờ biển Azov dù cả hai bên đều nói rằng họ muốn có hòa bình, các cuộc đàm phán khó có thể xảy ra khi không có bên nào chịu nhượng bộ. Các quan chức Ukraine thừa nhận rằng một cuộc xung đột kéo dài sẽ mang lại nhiều lợi thế cho Nga hơn. Theo quan chức an ninh cấp cao Ukraine, Nga đã xây dựng một nhà máy có thể xuất xưởng 1.000 UAV tự sát mỗi tháng. Họ đang đưa ra chiến trường các loại xe tăng vốn ra đời từ năm 1950-1960. Tuy loại cũ, nhưng họ vẫn sở hữu số lượng rất lớn. Vấn đề lớn nhất của Ukraine hiện nay là việc họ phải phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ từ phương Tây mà dẫn đầu là Mỹ, trong khi chính quyền Tổng thống Biden đang gặp khó khăn trong việc thúc đẩy quốc hội thông qua gói hỗ trợ mới. Ukraine sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi giành lại tất cả những vùng lãnh thổ mà nước này coi là của mình. Tổng thống Zelensky nói, Ông cho biết thêm rằng, việc rút lại sự hỗ trợ của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu của Kiev. Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về những thay đổi có thể xảy ra trong chính sách đối ngoại của Mỹ, nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 hay không, Tổng thống Zelensky cho biết Washington ngừng hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev, thì Ukraine vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu mà không có điều đó. Nếu các bạn thay đổi chính sách đối ngoại, thì tôi có thể nói gì? Chúng tôi sẽ chiến đấu mà không có bạn, ông Zelensky nói khẳng định đây là ý chí của người dân Ukraine. Các bạn phải hiểu, người dân của chúng tôi, tự do là giá trị quan trọng nhất mà chúng tôi có. Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump liên tục tuyên bố rằng ông có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử vào năm 2024. Nhưng Tổng thống Zelensky gọi những lời hứa như vậy là một kế hoạch của ông Trump nhằm khắc phục xung đột cho bản thân ông, không quan tâm đến cái giá mà Ukraine sẽ phải trả. Cũng trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng bất kỳ tổng thống Mỹ nào cũng sẽ giúp Ukraine nếu họ thấu hiểu tất cả những thách thức cũng như kết quả và thiệt hại của cuộc xung đột. Ông cho biết cách duy nhất để chấm dứt xung đột là lực lượng Nga phải rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền. Trong cuộc phỏng vấn riêng với đài truyền hình NBC, ông Zelensky đã mời ông Trump tới Ukraine và cam kết sẽ thuyết phục cựu Tổng thống Mỹ rằng ông không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Nga trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ông Trump đã từ chối lời đề nghị này trong một tuyên bố bằng văn bản gửi tới hãng truyền thông Mỹ Newsmax. Ông nói rằng chuyến đi như vậy sẽ tạo ra xung đột lợi ích vào thời điểm chính quyền Tổng thống Joe Biden đang chính thức giải quyết vấn đề cùng với Kiev. Đầu tuần này, ông Zelensky cũng tuyên bố rằng Kiev đã có kế hoạch giúp quân đội nước này chiếm ưu thế trên chiến trường và thu được một số kết quả vào cuối năm nay. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết những nỗ lực của Kiev nhằm đạt được thành công trên tiền tuyến vẫn chưa mang lại kết quả, dẫn đến tổn thất và làm suy giảm nhuệ khí của binh sĩ. Mặc dù được cung cấp các loại vũ khí NATO mới, Ukraine vẫn đang thua. Các lực lượng Nga đang tiến hành phòng thủ chủ động, gây ra thiệt hại cho đối phương, Bộ trưởng Sogu nói. Ông đặc biệt nhấn mạnh những thành công của lực lượng phòng không Nga, ca ngợi việc họ thực hiện hơn 1.400 lần đánh chặn thành công các vũ khí của Ukraine trong tháng trước. Bộ trưởng so sánh số lượng máy bay Ukraine bị bắn rơi với số lượng F-16 mà phương Tây hứa cung cấp cho Ukraine. Ông cho rằng với tốc độ hiện tại, quân đội Nga sẽ cần khoảng 20 ngày để loại bỏ hết số máy bay F16 này. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.